Chào tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh mình nha. Hôm nay giới thiệu đến tất cả về quý vị và các bạn một con máy xe nâng nha bạn. Con xe nâng 1,5 tấn ha, con Komatsu. Con này thì 1,5 tấn ha. Máy xăng nha nè. Đời này là trừ 15 luôn ha. Đời này rất là, con máy này nó thật là rất là đẹp luôn nha nè. Máy rất là đẹp. Mình sẽ quay một vòng ở ngoài đó cho anh em xem, rồi vô chi tiết máy, rồi để máy chạy thử cho anh em xem nha. Con này thì mình mới về hôm qua rồi ha, nay vệ sinh sạch sẽ đó. Sạch sẽ đẹp đẽ hết rồi. Anh em nào có gần thì có thể là lại đến ngay cửa hàng mình ha, 467 đường DT73 ha, ngã ba Cây Đẹp, Dĩ An, Bình Dương nha. Đó, địa chỉ mình để trên bảng đó, anh em có thể thấy ha, chụp hình lại ha. Rồi, cái con máy này thì cặp bánh, bánh trước là bánh đúc nha nè, bánh đúc ha, bánh sau là bánh hơi, bánh còn dày, rất là dày luôn nha nè, khoảng 85-90% ha, 85-90% ha, rất là đẹp, mấy cái da băng hết nha nè. Thì con máy này zin từ A đến Z nha, về mình chỉ coi kiểm tra nhớt dầu, nhớt rồi thắng bọng đồ ngon lành hết rồi ha. Đó, nước sơn zin toàn tập 100% nha nè. Thì bên mình mấy con máy này thì xe nâng thì mình cũng mới chơi đây thôi, thì mình cũng lựa những con xe nâng nào đẹp xuất sắc về bán cho anh em ha, và giá thành thì rất là phải chăng luôn ha. Đó, con này thì nước sơn zin toàn tập nha nè, chạy xăng đây. Bên trong cái máy này em thấy nè, nước sơn bên ngoài nó đẹp cực kỳ. Máy đây ha, máy của Komatsu luôn nha nè. Đó, máy xăng chạy ngon lành hết, các nước chạy ok hết ha, bình đề nhẹ nhàng ngọt ngào ha. Máy thì chạy thì thầm vô luôn, máy chạy thì thầm như là anh em mà đóng cái cốp xuống là y gan không chạy luôn ha. Nè, keo chỉ sụn nó còn rất là ok luôn nè, anh em thấy không? Đó, nguyên nghi hết ha. Mấy con ốc này ghiên hết luôn anh em, nhìn nè, mấy ốc này anh em thấy nè, có logo Komatsu luôn ha. Mấy ốc tán nè, mở cho anh em xem nè, anh em thấy nè ha. Sơn đẹp long lanh, đây logo của nó đây nè ha. FG15-15 ha. Đó, 2075-78 gì đó, cái đó Hino vậy, Komatsu hay da băng. Con này mới về qua luôn á nè. Nói chung là con này full chức năng hết, chạy ok ngon lành hết, im ru ha. Hai cặp càng nữa đây ha, càng của xe 1,5 tấn. Thì cái mấy con này thì rất là phù hợp cho anh em nào mà xài ví dụ như cần một cái môi trường mà nó yên tĩnh, nó ít khói bụi á, thì cần cái môi trường đó thì lấy con này rất là ok. Lý do là mấy con xăng này nó chạy nó không có khói nha nè, cặp đèn đó anh em thấy nè, da băng nè, logo của Komatsu nè, trên đây logo của Komatsu luôn nè. Chung là zin toàn tập 100% hết rồi nè, đèn trước đèn sau đầy đủ hết. Con này thì số sàn nha anh em, số tới số lùi, và nó có hai số chạy nhanh chậm ha. Đó, rồi bỏ máy xuống, đề máy đây, về đề thử cho anh em xem đây. Nè, siêu im, siêu im luôn ha. Nha, siêu im luôn á, không phải im nữa nha, tại máy xăng lại chạy xịt xịt vậy thôi nè. Máy móc thì ok ha, chưa đụng chưa khui gì hết nha, keo chỉ trên đây nó còn ok hết. Rồi, bỏ xuống đi, đè cái kia xuống, mở kéo kia ra, đúng rồi. Rồi, đóng lại là anh em bảo đảm anh em không nghe tiếng máy chạy luôn ha, rồi vô mới biết chạy máy thôi ha. Mày hình ngoài nó rất là duyên luôn ha. Rồi test đi, lên chạy. Kiến trước, kiến sau, đèn hậu, đèn đuôi đồ là zin hết 100% nha anh em. Ha, khung cao 3m nha anh em, full chức năng hết, ngã ga ngã vô đầy đủ hết ha, ngon lành hết.
chạy tới lui thắng rồi cho anh em xem luôn. Chạy anh em coi là không có miếng khói miếng bụi nào hết ha. Ve là có đèn ve luôn nha anh em. Thắng đã thắng rồi cho lết bánh rồi cho anh em xem ha, chạy là ngon lành hết nha anh em. Chạy là nghe thì thầm thôi, rất là ok. Lết bánh nha nè. Đó. Rồi kéo tay lên. Đèn là cháy rồi, ngon lành hết nha nè. Bật đèn lên đây. Đó. Rút ra là bật đèn lên luôn ha. Rồi được rồi. Tắt đèn đi. Ha. Quá ok. Nè, bên trong đó nè, cục máy dưới rất là đẹp luôn nha anh em. Cục thủy lực, cục dầu dưới nè. Ok, ngon lành đó. Đẹp cực kỳ luôn nha. Đẹp cực kỳ luôn. Chung không có dấu hiệu của mục mọt hay có gì hết ha. Rồi. Thì anh em nào có nhu cầu thì có thể đến cửa hàng mình ha. 465, 467 đường DT73 ngã 3 Cây Đẹp, Dĩ An, Bình Dương ha. Đây, địa chỉ đây đó. 467 đường DT73 đó, Dĩ An, Bình Dương ha. Đó, Di Khánh, hàng nội địa Nhật ha. Thì con máy như này thì mình chuẩn bị về cũng 3-4 con như vậy ha. Giá rất là mềm đó anh em ha. Vài chục triệu một con à ha. Đó, thì anh em nào có nhu cầu thì có thể alo bên mình ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em ha. Chúc anh em một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Rồi, cảm ơn, chào anh em.